Nằm bên cạnh sông Dương Tử, thành phố Lô Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc, có một ngôi làng mang tên Hà Gia Bá, nổi tiếng với nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng đặc biệt, đá cuội. Các hộ gia đình ở làng Hà Gia Bá tuy sống cạnh sông nhưng lại không sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, mà nhiều năm nay thu nhập của dân làng chủ yếu là từ việc đi nhặt những viên đá cuội dưới lòng sông Dương Tử rồi đem bán. Không ít nhà chỉ nhờ bán được một viên đá đã có thể đổi nhà, mua xe. Làng Hà Gia Bá được mọi người nhắc đến với tên gọi Kỳ Thạch Trấn bởi khu vực sông Dương Tử ở đây có rất nhiều đá với đủ mọi hình dáng, màu sắc kỳ lạ tuyệt đẹp. Đá sông Dương Tử có tiếng là độc nhất vô nhị và mang giá trị sưu tầm cao, được nhiều người chơi săn lùng. Hàng năm đến mùa đông, nước sông Dương Tử bắt đầu rút xuống sẽ để lộ ra một bãi cạn với hàng trăm nghìn viên đá. Đó cũng là khoảng thời gian dân làng Hà Gia Bá bắt đầu rộn ràng vào vụ thu hoạch đá. Hàng ngày, người dân ở đây sẽ đeo một chiếc cù trên lưng, đi dọc bờ sông và lượm đá. Sau khi lượm về, họ sẽ tiếp tục phân loại, đặt tên và trưng bày. Hầu như nhà nào ở Hà Gia Bá cũng chất đầy đá ở sân, chờ người sành đá đến thưởng thức và trao đổi. Với những ai có tay nghề lượm đá lâu năm, họ sẽ dễ dàng nhận ra được viên đá nào có giá trị mua bán cao. Đá có hoa văn, màu sắc và hình dáng càng độc thì càng bán được nhiều tiền. Theo như dân ở đây kể lại, từng có người dân trong làng bán được một viên đá với giá 140.000 nhân dân tệ, khoảng gần 500 triệu đồng, và đây cũng là một kỷ lục cho tới nay chưa viên đá nào phá vỡ được. Điều làm cho đá ở sông Dương Tử, đoạn gần Hà Gia Trang trở nên phổ biến với các nhà sưu tập là những hoa văn thú vị. Mỗi đường hoa văn dường như lại mang một câu chuyện khác nhau. Đá đem bán ở đây cũng không phải những hòn đá cuội nhỏ mà là những viên đá to, nặng với đủ mọi hình dáng và màu sắc kỳ lạ. Một viên đá sông Dương Tử giá trị nhất có thể được bán với giá hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn nhân dân tệ. Có thể nói tiền ở làng Hà Gia Bá rất dễ kiếm, dân làng tương đối khá giả. Những gia đình có thu nhập cao có thể kiếm được hơn 100.000 nhân dân tệ mỗi năm nhờ bán đá. Tuy nhiên, xét cho cùng, nguồn tài nguyên này sẽ có ngày cạn kiệt.